Chiều hôm qua 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt đã xét xử sơ thẩm hai anh em Nguyễn Minh Thọ và Nguyễn Minh Tài cùng ngụ tại phường 3 thành phố Đà Lạt về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2013, Nguyễn Minh Thọ sinh năm 1989, trú tại phường 3 thành phố Đà Lạt. Sau khi nhậu đã nảy sinh mâu thuẫn với hai anh là Trần Trương Công Lý và Nguyễn Phương Nam cùng ngụ tại thành phố Đà Lạt. Sau đó các anh Lý và Nam đã ra về nhưng Thọ vẫn ấm ức nên gọi điện em trai là Nguyễn Minh Tài sinh năm 1996 đến đón và cho rằng mình bị hai anh Lý và Nam ức hiếp. Thọ và Tài về nhà mang theo hai mã tấu và gọi thêm 6 người bạn đến nhà anh Lý. Đến nơi, Thọ mang mã tấu xông vào chém anh Lý một nhát vào đầu và nhiều nhát vào tay. Anh Nam chạy đến can ngăn, ôm giữ Thọ thì bị Tài dùng mã tấu chém vào đầu. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của anh Lý là 17%, anh Nam là 12%. Xét các bị cáo có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thọ 4 năm tù giam, Tài 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.